Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần mềm Clipchamp, một phần mềm miễn phí chạy trên Windows 10 và Windows 11 để chúng ta biên tập và cắt ghép video một cách miễn phí. Ok, chúng ta cũng bắt đầu video. Ở đây thì mình có một cái file video. Đây, cái file video của mình. Video này nó nói về cái nội dung chặn quảng cáo trên laptop. Các bạn có thể theo dõi kênh của mình để xem video này nhé. Ở đây thì mình muốn cắt ghép chỉnh sửa cái video này thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ chuột phải vào file video. Sau đó chúng ta chọn xuống cái dòng Edit with Clipchamp. Đây. Cái biểu tượng màu tím này. Và các bạn kích vào đây. Đó. Thì lúc này một cái phần mềm của Microsoft Clipchamp sẽ được khởi động lên. Đó. Đây là một trình biên tập video rất chuyên nghiệp, có rất nhiều tính năng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở cái góc bên này. Đó. Ở đây nó có sẽ có là mục này là sẽ chèn cái file media của chúng ta vào. Thứ hai là sẽ quay phim màn hình hoặc quay bằng webcam của máy tính. Đây là một số thư viện mẫu. Phần này là hiệu ứng âm thanh. Đó. Một số hình ảnh video miễn phí của Microsoft. Đây là chỉnh các hiệu ứng về text, hiệu ứng chữ. Đây là chèn các cái biểu tượng hình ô vuông, hình tam giác các thứ vào. Đó. Đây là các hiệu ứng chuyển cảnh. Đấy. Còn bên dưới này nữa. Rất nhiều. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ chỉ chia sẻ với các bạn cách đơn giản nhất để lấy một đoạn video trong cái video dài này. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái video của chúng ta dài tổng cộng là 8 phút 52 giây. Đây, chỗ mình đang để chuột đây. Nhưng mà mình sẽ muốn lấy một cái đoạn video ở giữa này. Ví dụ mình sẽ lấy từ đoạn này đến đoạn này. Đấy. Thì mình sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ di chuyển con trỏ chuột vào cái phần đầu tiên của video. Sau đó thì mình sẽ kéo đến cái khu vực mà mình định cắt. Lúc này thì ở trên cái hình ảnh hiển thị trước này, nó cũng sẽ hiển thị tua luôn cho chúng ta đến cái nội dung chúng ta định lấy. Mình sẽ lấy từ phút thứ 4 nhé. Các bạn có thể thấy này, đây là 4 phút 01 này. Mình sẽ lùi xuống một chút. Đấy. 4 phút 00. Đây. Đoạn này sẽ là phút thứ 4. Và mình sẽ lấy đến phút thứ 6. Như vậy là mình đã lấy được cái video này từ phút thứ 4 đến phút thứ 6. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái đoạn này về đầu video. Đấy, kéo đoạn đầu vào đầu video. Để chúng ta, coi như chúng ta đã bỏ những đoạn kia đi rồi. Ok. Sau cái bước này thì chúng ta sẽ ấn vào nút Export này để xuất ra cái đoạn video này. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì nó cũng tương tự như cách này thôi. Là mình sẽ undo lại. Mình sẽ dùng phím Ctrl Z trên bàn phím để undo lại các cái thao tác trước đó. Cái bước thứ hai để mình xem nào. Ở đây thì thông thường thì các trình biên tập video nó sẽ có cái nút là split thì mình sẽ cắt ra luôn. Ví dụ mình sẽ tời cái thanh này đến phút thứ 4. 4 phút 00. Đây, 3 phút 59 đi. Đó, xong mình sẽ chuột phải vào cái thanh video này và chúng ta sẽ chọn vào cái chức năng là split. Hoặc là ấn phím S trên bàn phím. Ở đây nó cũng có này. Hình cái kéo ấy. Đó. Mình sẽ ấn vào cái biểu tượng này. Đó. Nó sẽ cắt ra thành hai đoạn video. Sau đó mình tiếp tục kéo cái này đến phút thứ 6. Đây. Phút thứ 6 đây. Các bạn có nhìn thấy 6 phút 00 đây. Rồi. Tiếp tục như thế mình sẽ di chuột vào hình biểu tượng cái kéo ở đây. Và mình ấn vào
hoặc mình dùng phím S trên bàn phím cũng được. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 đoạn video, một đoạn là từ phút 00 đến phút thứ 6, một đoạn từ phút thứ 6 đến phút thứ một đoạn là từ phút 0 đến phút thứ 4, một đoạn là từ thứ 4 đến thứ 6 và đoạn còn lại là cuối cùng từ phút thứ 6 đến phút thứ 8 phút 52 giây. Bây giờ mình sẽ giữ lại đoạn này, mình sẽ click vào đoạn đầu, mình ấn nút delete trên bàn phím để xóa đi. Đó. Hoặc là chuột phải vào và chọn vào cái biểu tượng thùng rác có chữ delete và phím đen. Đây là phím đen trên bàn phím. Ok, cũng như cách kia thôi. Bây giờ mình sẽ còn lại một đoạn video mình cần lấy. Mình sẽ giữ chuột trái và kéo nó về cái đoạn đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cái export này lên để xuất video ra. Mình sẽ cùng kích vào nhé. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có các tùy chọn về chất lượng của video. Chất lượng càng cao thì thời gian xuất video càng lâu và hình ảnh của chúng ta sẽ càng đẹp, giữ nguyên so với video gốc nhiều hơn. Ở đây chúng ta sẽ có các cái tùy chọn mặc định, đó là 480p, 720p, 1080p và 4K. Thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn 1080 này để cho file, dung lượng của file nó cũng không quá lớn. Riêng cái 4K này thì các bạn ở đây có thể thấy một cái biểu tượng kim cương này. Thì chúng ta sẽ ở cái phiên bản miễn phí chúng ta sẽ không dùng được, mà chúng ta sẽ phải update lên phiên bản trả phí. Theo mình thì chúng ta nếu dùng miễn phí chúng ta chỉ cần đến cái định dạng là 1080, tức là Full HD ấy. Đây là định dạng HD, đây là định dạng Full HD. Cái 1080 này là rất ok rồi. Mình sẽ click vào đây nhé. Ở đây nó sẽ hiện ra chúng ta cái tiến trình mà xuất video của chúng ta. Bên này sẽ là cái hình ảnh của video trong quá trình xuất. Đây, mình sẽ zoom lên. Đấy. Thì dự kiến là thời gian xuất video của chúng ta sẽ mất 2 phút. Đã xuất được 20% rồi. Ok. Trong quá trình chờ đợi video xuất thì chúng ta sẽ xem được cái phần mềm này trong cái phiên bản trả phí thì nó sẽ có giá bao nhiêu nhé. Mình sẽ click vào đây thì nó sẽ ra một cái phiên bản này, cái trang web của phần mềm. Thì ở đây tính năng free của chúng ta này cũng xuất được 100 Full HD nhé, cũng dùng được các âm thanh và hình ảnh video miễn phí, dùng được các cái hiệu ứng miễn phí. Tương tự nhưng mà nâng cao hơn thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản trả phí với mức giá là 260.000 một tháng. Đây là chúng ta sẽ trả theo tháng này. Nếu chúng ta trả theo năm thì nó sẽ là 2.599.000. Nó sẽ rẻ hơn trả theo tháng, nếu quy đổi ra nó sẽ là 216.000. Thì bao giờ là chúng ta mua theo năm nó cũng rẻ hơn mua theo tháng mà. Đó. Ở đây thì nó sẽ thêm được một số cái, ví dụ như là chúng ta xuất hình ảnh ra được độ phân giải 4K này. Đó. Và chúng ta dùng được các cái âm thanh, hình ảnh, video premium, tức là cái nâng cao, cái cao cấp hơn. Đây cũng thế. Và chúng ta sẽ backup được cái nội dung của chúng ta. Nếu mà các bạn có nhu cầu cao thì chúng ta có thể dùng cái phiên bản trả phí. Còn nếu không thì cứ dùng cái miễn phí mặc định này thì cũng rất là ok rồi. Mình thấy cái phần mềm này nó cũng miễn phí mà nó mặc định. Nếu mà chúng ta dùng miễn phí thì cứ dùng cái này đi, nó còn hay hơn rất nhiều so với việc chúng ta dùng các phần mềm bản quyền mà chúng ta dùng bản crack, bẻ khóa thì nó lại nguy hiểm đến máy tính của chúng ta, bởi vì chúng ta có nguy cơ là nhiễm virus. Với thứ hai là như thế thì chúng ta cũng không, thực sự là nó cũng không đẹp cho lắm khi mà chúng ta dùng những cái phiên bản lậu. Đó. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại xem cái này của chúng ta đã xuất xong chưa. Đó, đây chúng ta đã xuất được ra một file video dài 2 phút và có dung lượng là 40MB. Bây giờ thì các bạn sẽ ấn vào nút Save to your computer để chúng ta sẽ lưu lại. Đây này, nó cũng lưu lại luôn cho chúng ta này bằng một cái biểu tượng download ở góc này. Đó. Chúng ta sẽ mở thử file ra nhé. Mình sẽ click vào đây để mở file.
Đó. Tổng thời gian của chúng ta của cái file này em mình sẽ tạm dừng lại đây. Nó là 2 phút. Tức là nó sẽ cắt 2 phút này từ cái đoạn video ban đầu của mình là dài hơn 8 phút ra. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. À, chờ một chút. Các bạn nếu muốn xem cái video này nó ở thư mục nào thì các bạn sẽ click vào cái biểu tượng này, Show in folder này. Đó, click ra. Đó, thì nó sẽ lưu ở cái thư mục download của chúng ta. Ở đây thì các bạn có thể dùng cái file này để tiếp tục copy vào các cái thư mục mình cần lưu trữ. Đó, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.